2. Hello mọi người, chào mọi người quay lại với video mới nhất của anh em mình. Mình là Nhã đây, đây là Danh, rồi sau lưng là mấy anh em trong đội lăn mình nha mọi người. Thì sáng này là trời mưa bão á, mấy hôm nay á, cho nên là bây giờ cũng còn mưa phùn lâm râm á. Nhưng mà anh em mình có cái show múa là múa Khánh Thành á, Khánh Thành cầu. Thì bây giờ nhiều người yêu cầu là anh em mình quay múa lăn với lại quay kho lăn gì đó. Kho lăn thì để sau đi, bây giờ anh em mình sẽ quay một chiếc múa lăn cho mọi người xem nha. Ok. Vô đây nè. Đây là mấy đứa nha mọi người. Bữa nay chỉ có múa hai lăn thôi. Show Khánh Thành cầu cho nên là chỉ có múa hai con lăn thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ đi lại cái chỗ múa rồi quay cho mọi người xem nha. xuống được giờ mình tới chỗ múa nha mọi người, tới chỗ múa rồi. Anh em mình chuẩn bị dục đồ lăn dưới đây từ lâu, bây giờ em cắt cái đầu. Đây là cái cầu mà anh em mình chuẩn bị khánh thành nha mọi người. Cầu ánh sáng tình thương, tức là cầu này được những cái nhà từ thiện họ quyên góp tiền lại để xây á. Mình múa cho cô Hạnh nè, là cũng nhiều show lắm rồi, khách thành cầu này cũng nhiều lắm rồi mọi người. Làm gì không ngồi giới thiệu. Cô Hạnh thì chuyên làm cầu đường đồ, rồi là sao ta, từ thiện, đúng rồi, giúp đỡ những người nghèo đó. Ở trong đường này thì có cây cầu này là rất là hên, bên kia là đường đất, bên đây là đường đan rồi. Bên này là dầu đỏ, tao đắm luôn. Thì theo nhiều câu hỏi của mọi người hỏi là công việc hàng ngày của mấy đứa trong team mình á. Thì đổ ba mặt. Rồi nói một lề đi. Con Mercedes. Thì con ở quận Cam, thành phố Sài Gòn. Mọi người nói chung thì đang đợi cho người ta vô đủ mấy múa nha. Làm lễ. Mình múa trước mới làm lễ mà đúng không? Làm lễ xong rồi cái mình dắt ra cắt băng Khánh Thành nữa là xong. Điện chú Khánh đó, kêu là cô Hạnh điện gần vô đó, kêu mình ra đó. Chứ kiểu này không xong mệt lắm. Hồi đấy mình về mình quay cái cầu qua cái sông này cho mọi người xem. Má cầu đã lắm mà. Nè, cầu đẹp gái lắm á. Mình múa bên sông bên kia nè. Đó. Bên đó, cắm cờ. Chỗ mà cờ bọng đường nhóc chân. Rồi nãy mình đi cái cầu, đi đường cầu đằng đây nè. Chỗ hồi nãy không quay mày kìa, quay mày đi vừa đi á mọi. Ừ. Mình là biết sao mọi người, cái cầu nó yếu dữ lắm rồi, mình phải dặn công nè. Nhẹ như bông gòn. Suy nghĩ trong đầu thôi nha, chứ thật chắc là 7 mấy ký. Rộng thứ dáng mục á mọi người. Dáng mục đi cái thứ thằng heo mà nó lúng cái thủ lô kéo lên á. 15 gram. Thủ lô sao kéo? Nó dốc nó lâu. Còn cậu múc kéo. Đúng rồi mọi người. Thì do nhiều người yêu cầu là anh em mình quay đi múa lăn. Với lại mấy em nhỏ nhỏ đó, nó quay múa lăn anh ơi. Thì hôm nay mình làm thì hôm nay mình làm cái clip này để gửi đến mọi người yêu cầu anh em mình hổm dài á. Chứ lại gì nữa ta, kho lăn hả? Kho lăn thì chuyện đó từ nha mọi người. Mình mấy mốt mình sẽ lên mình thăm dạng như là thăm rồi hỏi nói chuyện về anh Phương, anh trưởng đoàn Hào Dũng Đồng Tháp á mọi người. Cúp anh để mà cái tủ anh để không hết luôn á, cờ treo đầy nhà luôn á. Để mình lên mình hỏi ảnh đồ review cái kho của ảnh. Chứ kho mình có đâu review. Nói chung là cái đồ lăn mình cũng nhỏ thôi. Nhỏ của nó là gần nhất xe đét rồi. Thì mọi người mà nhỏ mà gần nhất xe đét là cái gì? Nhỏ gần nhỏ nhất xe đét, đúng rồi. À nhỏ mà gần nhất xe đét. Này nó không hiểu mọi người. Này nó cũng bắp quá. À hiểu rồi. Thì một hồi mình sẽ để cái kẹt
Cạc visit. Để cạc visit dưới đây nha mọi người. Đây. Rồi mọi người muốn nhà mọi người có đám cưới hoặc là mừng thọ hoặc là mừng cái gì khai trương thánh thành tất cả thì mọi người có thể liên hệ cái số điện thoại để trong cái cạc visit này, rồi có thể kêu anh em mình lấy mối nha mọi người. Anh em mình muốn tất cả các loại đám trừ đám đông thôi. mua đám đông rồi mua ba. Ừ đúng rồi, đám đông cũng có tiền á. Đúng rồi. Thì đó mọi người có thể nhà nếu như mọi người có đám tiệc gì vui hoặc cần là múa lăng. Cần múa lăng á thì mọi người có thể book show anh em mình. Anh em mình sẽ đưa ông trưởng đoàn chứ anh em mình biết gì đâu nói. Mọi người ở xa hay gần gì cứ việc book show đi, anh em mình sẽ đến. Chẳng hạn như Malaysia, Tàu Lào, Gunan Odo lộn mà Tokyo. Annyeonghaseyo. Arigato. Sawadika. Sawadika cho cái ca. Italy, mượn cái ly. Nè thằng mày nói nhiều quá, uống đi. Giờ mình ngồi nước nha. Chờ đợi uống nước nha mọi người. Tiên con nào? Dương trời. Nói chung thì cái clip này mình sẽ đăng vào lúc sáng đó. Tại vì tối nay mình sẽ đăng thêm một clip nữa nha. Bữa nay mình ra hai clip đó. Tại vì clip này chỉ để bổ sung thôi chứ mọi người coi giải trí thoải mái thôi, chứ clip này nó cũng không có hài, không có vui gì nhiều đó mọi người. Toàn là thổi không à. Còn một hồi mình sẽ quay múa lăng cho mọi người xem nha. Một hồi múa lưỡng xu như mấy ba. Mình chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Mời mọi người một miếng xà tinh. Giờ này 10 giờ rồi, chúc gần trưa rồi. Chúc mọi người buổi sáng đúng không? Em đăng lại clip này chắc chiều. Rồi chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Rồi, đợi ý đăng cái sáng. Mọi người miếng nước nha. Mọi người uống nước chứ anh em mình. Theo mình nghĩ thì cái cầu này là cái mục dữ lắm rồi mọi người. Né rồi dẹo. Đang sang Phúc đi trước đi, đi từ hàng mới được nha. Nhã đi chắc trong cái giữa cầu quá, trong cái khu này là toàn cầu vậy không nè, bởi vì mấy nhà từ thiện người ta mới vô xây lại cho người dân ta có cầu để đi tới lui á. Được không tới tôi nha. Nè mọi người muốn thử cảm giác feel không? Hơi ghê quá. Ghê vậy. Nhốt nội mày khùng hả? Trời ơi, trời ơi. À. Trời ơi, kìa. Kìa, nước mình lại giống đen vậy. Chú hè hưởng cho lạnh á. Được không? Ok.
mới đây. Lên đầu đi. Đã hoàn thành cái chuyến đi múa lăng một buổi sáng nha mọi người. Đây là cánh thành cầu mình múa xong rồi. Giờ mình về chuyển đồ, mấy đứa chuyển đồ, đang chuyển đồ rồi. Thôi mình xin kết thúc đây đến đây ngay nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Mình là mình kết thúc nha, bye bye. Cái lưỡi của nó còn vậy.